Hello mọi người, chào tất cả các chị em. Ngân Trần chào chế nha. Đấy, hôm nay là cho nhân viên và học viên nó đi Sầm Sơn chơi. Ai ở Sầm Sơn không ạ? Có ai, có bạn nào ở Sầm Sơn không? Chúng mình hẹn hò một cái nào. Có bác nào ở Sầm Sơn chúng ta hẹn hò nào? Phương Còi ơi đi không? Phương Còi đi không? Vũ Thị Lan Hương, chào Vũ Thị Lan Hương, chào Phi Yến, chào tất cả mọi người. Chào Vũ Thị Lan Hương, chào Phi Yến nha. Chào tất cả các tình yêu nha. Chị chuẩn bị đi Sầm Sơn, chắc là tầm 4-5 giờ gì đó. Là cho ba bạn học viên đi cùng cho vui. Cho ba bạn học viên đi cùng cho vui. Đợi em xíu. Phương Ruki, chào Phương Ruki, chào tất cả mọi người này. Mọi người vào xem like nha. Những ai mong muốn trắng da, trị nám, tàn nhang, trị mụn thì mọi người có thể chấm nhẹ, mình có thể tư vấn. Còn hôm nay thì mình đang có hẹn hò với các bạn ở Sầm Sơn. Nếu mà bạn nào ở Sầm Sơn thì các bạn comment một cái nhá. Bạn nào comment ở Sầm Sơn chút xíu xuống Sầm Sơn mình gặp nhau nha. Nắng lắm, chiều mới đi mà. Chiều mới đi thì lo gì nắng. Chiều mới đi mà chị Phương. Đi không? Vào live đi luôn. Em về ngoại em tiện thể là cho mấy em nó đi luôn. Cho nó vui. Về ngoại tiện thể là cho mấy em đi luôn cho nó vui. Dùng bao nhiêu thuốc trị mụn mà không được. Cái này là phải thử thôi. Bởi vì là có rất là nhiều người ấy, bị nóng trong mà trị không khỏi. Dù dùng cái gì nó cũng không khỏi được. Nhưng mà cái nếu mà nặng quá thì em phải đi đến spa để em nặn mụn và em tra thuốc. Hà Phạm ơi cần tư vấn gì này. Đặng Hoài Quế, chào Đặng Hoài Quế, chào Hiền Giang nha. Ok, chào tất cả mọi người, gấu gấu chào em. Xinh quá Linh ơi, Hà Phạm, em cảm ơn chị rất là nhiều. Chị ơi, livestream thực tế luôn ấy. Livestream chất lượng thực tế, không ảo tưởng. Đây, em không sống ảo nhá, livestream thực tế luôn. Ok, chào tất cả mọi người. Các chế ơi, các chế đang làm gì đấy? Các chế ăn cơm chưa? Chị dùng son rẻ tiền, son có mấy chục nghìn thôi. Nguyễn Thị Thúy à, son này là son gì mà chị hay trang điểm cho khách cơ mà. Lì lắm. Vân Vân ơi, chiều nay đi Sầm Sơn em ạ. Chị mụn bên chị là 190.000. Còn nếu mà chị mụn theo combo mà đảm bảo là hết sạch là 3 triệu. Xin không em? Ui rồi hôm nay góc livestream này đẹp phết đấy. Cái góc livestream này là có hoa này, cho nên nó đẹp. Có hoa ấy, nào ngồi ở cái ghế lễ tân đấy. Đây là đang ngồi ở cái ghế lễ tân. Hôm nay có vẻ là vắng khách hơn hôm trước. Như hôm qua là đông khách nhưng hôm nay lại ít khách rồi. Trời nắng quá. Thùy Linh, chào Thùy Linh. Mọi người có thấy nắng quá không? Chiều nay đi Sầm Sơn, đi Sầm Sơn. Ok Vân Vân. Vân Vân này, Trang Kem này với lại Trần Trinh, ba đứa. Đi cùng nha. Nay chị mới được có 80.000 thôi. Đình Quang, chào Đình Quang. Ba Bơ. Ba Bơ là ba Bi. Xin chào em. Ok, cảm ơn Vân Vân nha. Mọi người ơi, nếu mọi người muốn trắng da thì mọi người inbox ngay cho Linh nha. Trắng da trị nám, tàn nhang trị mụn nha. Muốn tiêm mũi này, tiêm môi này, tiêm filler này, tiêm cằm này thì mọi người inbox cho Linh. Có rất là nhiều cách làm đẹp mà không bị xâm lấn.
Khánh Ly nhà chị ngủ rồi à? Em ơi, Khánh Ly nhà chị về với ông ngoại rồi. À, về với ông nội rồi. Có mỗi một cái xác nhận mà không thể xác nhận được, không biết là... Hello, hello mọi người. Hello mọi người. Hello mọi người nhá. Đây, mặt Linh cũng đang có nám đây. Nhưng mà nó mờ đi rất là nhiều rồi. Và ngày xưa thì nó rất là nhiều luôn. Một mặt như này luôn. Mọi người có thể inbox cho Linh, Linh tư vấn cho. Chị bộ tóc lên là rất là xấu nên không thể lột tóc được. Khánh Nguyên ơi, chiều nay chị đi Sầm Sơn nha. Chị buộc tóc lên á, buộc tóc lên cực xấu luôn, không biết là mọi người có nhìn được không. Nhưng nói chung là đời ghét nhất là buộc tóc, tại vì tóc nó dày ấy. Đây này, buộc tóc nó xấu cực ấy nhỉ, kiểu là tóc nó dày ấy. Mọi người có thấy xấu không? Bởi vì là tóc em nó dày mà em buộc lên nó đau đầu lắm. Đây này, tóc nó dày như này này mà đau đầu á, em không chịu được, nên mà lúc nào em livestream em cũng thả tóc là vì như thế. Đây, rất đau đầu luôn. Nói chung là buộc tóc được thì nó đỡ nóng. Nhìn trẻ, trẻ không? Trẻ thì nay lại livestream lại buộc tóc. Nhưng mà buộc tóc chị thấy đau đầu lắm nên chị không buộc. Đó, buộc tóc đau đầu lắm, không có muốn buộc tóc đâu các bạn. Em mình không muốn buộc tóc nha. Đó, xấu nhỉ, kiểu là không thích. Kiểu là từ trước nay là mình thả tóc rồi, đến bây giờ á mình buộc tóc lên nhìn nó xấu ấy, không muốn buộc ấy, muốn thả cho đẹp ấy. Lý Trần, chào Lý Trần nhá. Hoàng Phương Linh, chào chị yêu. Chào Hoàng Phương Linh nha. Cái kiểu như là kiểu là mình buộc tóc nó nặng ấy, tóc mình nó dày nó nặng quá. Trần Trinh, rồi ôi đang ngủ mà lại vào đây hóng rồi, lại đây livestream với chị luôn này. Trinh này, ok chào mọi người. Cột lên xinh chị ạ. Chị thấy là cột lên cũng được nhưng mà chị ghét cột lắm, cột nó đau đầu á. Chị toàn kẹp thôi, chị toàn kẹp như này này, đây này, cái kiểu như này này. Chị làm việc hay như nào chị cũng toàn kẹp như này, một cái kẹp bằng cua đấy, chị kẹp lại như này đấy, kẹp như kiểu này đó. Chị chỉ kẹp như thế thôi chứ còn không bao giờ mà không bao giờ mà ấy á, kiểu là vẫn thích thả tóc hơn, cột lên nhìn đẹp hơn á. Có mỗi bộ tóc mà em xem này, nếu mà ok, nếu mà cột lên đẹp hơn thì để nay em cột, bởi vì em không thích cột tóc á. Đây à, cột lên như này á, nhìn nó cứ điêu điêu làm sao nhỉ, mặt nó cứ to to ấy, kiểu nó điêu điêu. Mọi người có thấy điêu không? Hay búi lên như này. Nhung Nguyễn, chào Nhung Nguyễn. Nói chung là em cột tóc lên em nhìn thấy nó điêu điêu, xấu xấu, chả quen đâu. Thôi em thả tóc nhá. Em quen cái kiểu livestream này rồi này, kiểu livestream nó già già một tí á. Đó, em quen cái kiểu này rồi. Có nghĩa là em muốn cho nó điệu đà một tí, không muốn sắc sảo ấy. Cột tóc lên thì nhiều người cứ kêu là mặt nó sắc sảo ấy, cái kiểu như vậy. Thả tóc nhá, thả tóc livestream nhá, chân đẹp nhá, tại vì không muốn buộc tóc đâu, nặng đầu lắm. Tóc thích, ui chị ơi, chị mà có như tóc em chị mới kinh ấy. Chị mới sợ luôn nhá, tóc em kinh lắm. Tóc em nhìn sợ lắm các bác ạ. Nào, các chị em nào vào đây chơi nào. Có ai muốn tư vấn về bộ sản phẩm không? Đây là bộ sản phẩm này các bạn này, bộ sản phẩm trị nám thân mụn này. Ok, chiều qua nha.
Cảm ơn My nha, có mình My là tin tưởng tao thôi à. Nhìn tóc thích mà. Chị Dung Lê ơi, nhận được hàng chưa? Sử dụng như thế nào rồi? Có lấy bộ trắng da không? Lấy bộ trắng da là lần này là mang về luôn nhá. Giá rẻ nhá. Mang về luôn tại vì chiều em về ngoại luôn. Chiều em về ngoại chơi luôn với lại cả về Sầm Sơn chơi luôn. Ok. Mai Thương, chào Mai Thương, chào Trang Trang. Chào Phương Liên. Linh Lê Tê đang xem nha. Ok, chào mẹ bóng nhá, chào Trang Trang, chào 14 người đang xem. Ok, buổi trưa như này thì mọi người đang làm gì? Mọi người có đang làm gì đấy? Mặt chị đang mụn đây này. Da mụn thì dùng cái bộ này, còn nếu mà da mụn và da nám như là da em này ngày xưa nhiều nám lắm. Đây này, thì dùng cái bộ này nó vừa có tác dụng trắng da mà vừa tác dụng trị mụn, trị nám, tàn nhang. Còn đối với lại những bạn mà da khô ấy, à những bạn mà da muốn 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 trắng da không ấy thì các bạn sử dụng cái bộ 5 5 à 6 6 6 gói ấy. Cái bộ 6 gói làm trắng da chuyên sâu ấy. Cái bộ đó rất là tốt nhá. Còn đối với lại những bạn nào mà sử dụng về body ấy, thì là có 390 thôi nhưng mà dùng 4 đến 6 tháng cơ. Cháu chào bác Long Long Đào nha. Dùng rất là tốt đấy mọi người ạ. Khi mà mọi người sử dụng sản phẩm nhà Linh thì mọi người yên tâm bởi vì là nó không có chất độc hại và không làm hại da. Cho nên mà mọi người sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi mà mọi người bôi, kể cả bôi kem body nhà Linh là không có chuyện là nó ấy đâu. Không có chuyện là nó cái kiểu như là nó bết rít hay là nó làm trắng da một cách kiểu là trắng trắng lốp đi luôn ấy. Nó không có kiểu là ấy đâu mà nó có cái kiểu là ngấm sâu vào da, nó rất là tốt ở điểm đó. Nó rất là tốt luôn ý. Các em cũng phải công nhận là nó rất là tốt. Nhưng mà mọi người có thể yên tâm về những cái sản phẩm nhé. Em Linh nhớ. Nhung Thị Nguyễn, chào Nhung Thị Nguyễn, chào Trang Anh. Rồi ok, chào Trang Anh, chào Dung Lê, chào mẹ bóng, chào Trang Trang, chào Mai Thương, chào Phương Luyến này, chào Dung Su này. Đấy, chào tất cả mọi người này. Chào xong rồi đến lúc chán là không chào nữa này. Do nick face của em đang bị chặn livestream à, đấy, do nick face, đây là nick face của em nha. Em đang bị chặn livestream nên mà em đành phải là livestream bằng nick face của Lê Ngọc. Đang phải livestream bằng nick face của Lê Ngọc và rất là buồn luôn khi mà phải livestream ít người xem như thế này. 20 người xem, ok, chào tất cả các chế. Phương Thảo chào em. Rồi các chế muốn tư vấn gì để em Linh tư vấn cho nào? Hôm nay trời rất là nắng, các chế có đi đâu không? Đến salon Linh làm đẹp nào. Chăm sóc da, hút chỉ, hút mụn chỉ với 49.000 à. Rất là tốt, phải luôn nhớ một câu là rất là tốt. Sản phẩm nhà em Linh đang dùng nên mà nó rất là tốt. Nên các bạn không phải lo lắng vì sản phẩm nhá. Khi mà các bạn lo lắng vì sản phẩm thì các bạn dùng cho dù nó như nào nó cũng không hiệu quả đâu. Cho nên phải tin chắc rằng là mình dùng sản phẩm này nó ok và nó được thì các bạn hãy dùng nhá, nhớ nhá. Mai Văn Mai chào em, Mai Văn Mai. Phải luôn nhớ trong đầu là khi mình dùng sản phẩm gì thì mình nên tin tưởng về dòng sản phẩm đó thì nó mới tốt được. Có người đang bảo là trong Thanh Hóa nóng không? Chị ơi, Thanh Hóa bây giờ là 40 45 độ rất là kinh. Trời ơi, có người vừa gọi điện cho tôi. Bạn ơi, không được gọi điện nghe chưa? Chị đang livestream. Đang livestream. Ok, chào mọi người, chào mọi người vào chém gió nào. Alo. Ơi.
Có chỗ treo quần áo, có cái tủ cho em. Mang cả giày luôn nhá, giày dép bỏ vào. Mang cả ba lô nhá. Bỏ vali đi, bỏ vali mà đến đây mà ở luôn, cho mình một tầng luôn. Rồi. Rồi ok, học viên yêu quý. Học viên của tôi là ngoan lắm các bạn. Ngoan cực, vâng dạ ngoan lắm. Rồi ok nha, hẹn gặp lại. Mọi người á, nói thật nhá, chỉ khi mà chỉ có học nghề thôi, nghề mới rảnh rồi mà ngồi chém gió như thế này được. Chỉ có nghề thôi là các chị mới thoải mái được thôi. Đi làm công ty là giờ này đang làm hộc mặt rồi, trời nắng có được nghỉ ngơi đâu. Làm nghề giống bọn em á, lúc có khách thì làm, không có khách thì thôi. Nghỉ ngơi, thoải mái, sung sướng. Vì cái gì mà không học lấy cái nghề đúng không? Những ai muốn học nghề, auto inbox vào inbox cho Linh. Dạy nghề vừa rẻ vừa đẹp. Ôi dồi ôi, nhiều người quá mà chưa chào này. Hải Yến, chào Hải Yến, chào anh Tùng Sensi. Chào Thùy Còi, chào Đặng Thị Ngọc Anh, chào Hen Xù này, chào Vai Mai Văn Hùng này, chào Duy Khánh này. Ngoan như cái gì đây? Chị nhỉ? Chẩn đấy chị. Vân vân nhá. Mình thì đối với lại những bạn hộ nghèo thì mình dạy miễn phí 100%. Nên mà các bạn có thể inbox cho mình để xem cái điều kiện của mình như thế nào. Các bạn chỉ cần ở lại với mình 1 tháng 5 thôi là mình có thể truyền đạt hết nghề cho các bạn. Và vừa học vừa làm nha các bạn nha. Chịu khó một chút xíu là mình có cái nghề trong tay. Ngày xưa Linh cũng đã từng rồi nên mà Linh hiểu cái cảm giác của các bạn. Còn đối với lại những mà bạn mà làm cái kiểu như là nếu mà những cái bạn mà nào mà có điều kiện mà học nghề cấp tốc ấy trong vòng 5 ngày hoặc là trong vòng 1 tuần hoặc là trong vòng 2 tuần ấy thì có thể inbox riêng cho mình, tại vì cái đó thì nó khoảng mất khoảng tầm từ 3 đến 5 triệu, hoặc là có thể nếu mà như học nối mi thì là cấp tốc trong vòng 2 ngày chỉ có 1 triệu thôi là các bạn có thể ra nối mi cho khách được rồi và các bạn có thể là kiếm được tiền rồi. Còn là học làm móng chỉ cần nửa tháng hoặc đến 1 tháng là các bạn có thể ra nghề được rồi. Rất là nhanh thôi và cực kỳ là dễ. Rất là dễ nha, cực kỳ dễ nha. Chị ơi, kêu em kia lại xem mặt coi có quen không nào chị. Đó, mặt nó đang trong gương đây. Nó đang ngồi góc đây này. Đó, đó. Con bé vân vân. Đây, bé chị này. Đó, xinh chưa? Nghe quen quen thôi, chắc là chả quen thôi tại vì em Nga Sơn mà. Em ý ở Nga Sơn. Không quen với em đâu, vân vân ạ. Mà nhìn không rõ, mặt to như thế này mà nhìn không rõ. Trinh lại đây Trinh, đó nó xinh như vậy mà đó, gì mà nhìn không rõ, quá là rõ ràng luôn, mặt ra nét nào ra nét đó luôn. Căn bản là cái máy của chị nó hơi mờ ấy nhỉ. Không, máy đi live stream đẹp. Vân Anh, chào Vân Anh. Ok, chào mọi người. Những ai muốn tư vấn về trắng da thì chấm một chấm nhẹ nhá. Linh tư vấn cho. Ok, xinh rồi. Vân vân. Xinh hết. Ở chị Linh tháng là sinh ra ngay. Xinh nhá. Căn bản là chị dạy cho cách làm đẹp tuần tắm trắng một lần. Tuần cứ ba đứa thi nhau vào tắm. Tắm trắng ở nhà cả ổ luôn, thi nhau mà tắm sướng, body đập banh xác rồi. Ok, chào tất cả mọi người. Không ngủ là chị chả ngủ trưa được đâu, cũng buồn thôi. Em chả ngủ trưa được đâu, các bác không ngủ trưa được không, chứ em không ngủ trưa được nên mà em cứ thích buồn thôi. Hoàng Thu, chào Hoàng Thu, em đen lắm, đến đây với chị. Hoàng Thu chào em. Nguyễn Hoa, chào Nguyễn Hoa.
em thấy tiêm cái filler đó nó còn sưng hơn ý, bởi vì là ngày trước em tiêm cái filler hàn đó rồi nhưng mà nó không sưng bằng cái filler này. Bác chị Ngà nha, chào bác chị Ngà nha. Mặt nạ yến của bác dùng rất là thích. Em dùng rồi. Em ý sinh năm bao nhiêu vậy chị? Em ý sinh năm 1997, ít hơn em một tuổi. Ít hơn em với Trang một tuổi. San Ninh chín Nguyễn. chín chín À 99. San Ninh Nguyễn, chào San Ninh Nguyễn. chị kia mấy Nguyễn giờ chị Hoa. Ơi. mấy chị kia mấy giờ chị Ờ tí nữa đi Sầm Sơn bọn đen. Chắc là tầm 4 5 giờ. Nào bọn mày sắp xếp lên đi, con Vân Vân với con Trang nào lên để chuẩn bị để đi Sầm Sơn nào. Đến ngày mai là cứ mỗi lần là phải có mặt lúc 8 giờ nhá, Vân nhá. Sắp xếp đi để chuẩn bị chiều cho đi Sầm Sơn chơi cho vui nào. Về nhà chị Linh luôn nào. Chuyển thì chuyển nhanh lên cấp tốc đi. Ngồi vào cho mát. Đứng làm chi mệt người. Chị có bật điều hòa không? Chị không. Hắn có mát đâu mà bật em. Hắn giống nhau mà tốn điện. Điện ở Nga Sơn công nhận là yếu kinh khủng. Mai em lên 7 giờ luôn. 7 giờ chị chưa mở cửa. 8 giờ bắt đầu mở cửa nhá. Hello bác chị Ngà. Bác chị Ngà dạo này bán hàng thế nào? Chưa về để làm cái lịch chia tay với bác chị Ngà với lại bác Bích Thủy với bác Phạm Hằng cơ. Đi mà chưa chào các bác được một câu nào. Chuyển tiệm xuống Nga Sơn. Đó cũng ok, cũng được tạm. Khách cũng được. Trang chút xíu nữa mới lên, Trang đang sắp đồ. Vân ơi, Trang đang sắp đồ em ạ. Ok mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Ôi ngày xưa mặt mình nám rất là nhiều luôn mà bây giờ da mặt mình nó hết rồi đấy. Chưa sa ba đi là của chị đúng không? Ơi ờ Ngọc Linh 123. Trang Môn, chào Trang Môn. Ok chào mọi người. Em còn xuống rước nó lên đây nữa à? Tùy cô thương nó thì cô rước nó thôi. Mọi người hôm nay muốn Minh Linh làm cái gì nào, dạy mọi người make up hay là giới thiệu về sản phẩm nào? Phạm Thị Ngọc, thị trường nó có thưởng em đâu gì, mạng nó yếu quá mọi người ạ, yếu cực kỳ luôn ấy. Ừ thôi chị xin lỗi rồi nhưng mà chị không bóc phốt chị nữa. Cái chuyện phốt hay không ấy thì thật ra là cái chuyện này thì nó rất là phức tạp, bây giờ nói ra nó rất là nhiều và mình thì mình tính mình vô tư ấy, mình bận khách mình cũng vô tư, mình có thèm lên Facebook mình xem cái gì đâu, phốt viết gì đâu, đến lúc xem lên thì mới thấy phốt, mới điên, mới chửi. Mai Ngọc Liên, chào Mai Ngọc Liên, nhưng mà em là xin lỗi rồi nhưng mà thôi nhá mọi người nhá, không nhắc đến cái phốt nữa nhá. Xuân Tiểu Thư có phốt hay không ấy thì thật ra là
là họ sai rồi. Còn mình đã biết họ sai rồi thì thôi em. Chứ còn đụng vô chị thì chị cứ thế là chị phốt. Phốt đến bao giờ mà hết thì thôi. Xin lỗi thì thôi. Mạng ké quá mọi người ơi. Xuân Tiểu Thư, chào Xuân Tiểu Thư. Nguyễn Thanh Hòa, chào Nguyễn Thanh Hòa. Chào hai bạn, Xuân Tiểu Thư qua đi chơi nào. À, đang sáng sang nhà Xuân Tiểu Thư chơi với em Thỏ mà chưa sang được. Chị chuẩn bị đi Sầm Sương đó. À, mất điện à? Em ơi, không mất điện, khổ nha. À, yếu điện. Em ơi, điện ở đây yếu kinh khủng luôn. Điều hòa thì cứ tắt bầm bầm. Điện thị trấn Nga Sơn cực kỳ yếu, yếu còn hơn Hà Trung. Hà Trung ngày xưa làm không có yếu như này đâu. Và bây giờ Nga Sơn yếu cực kỳ luôn. Mọi người không tưởng tượng cái quạt á. Bật quạt thôi mà nó cũng không quay được đâu. Khó chịu kinh khủng luôn với cái điện ở Nga Sơn. Chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Hâm Hâm lên hát bài gì được nhỉ? Hát bài cho mọi người nghe nhá. Buổi trưa nhá. Em có đúng một bài tủ thôi, ngày xưa đến nay, từ trước đến nay đi hát karaoke á, có đúng một bài. Đó là bài Đoạn Đường Vắng. Em mới học thêm một bài nữa. Bài gì nhỉ? Bài gì của con Mỹ Tâm ấy. Ngày xưa là không thích nghe nhạc của Mỹ Tâm đâu. Thật ra thì không thích. Nói chung là cũng không phải là không thích lắm, nhưng mà nói chung là cũng thích chị Mỹ Tâm, nhưng mà không 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 học thuộc được, bởi vì là cái giọng của chị giọng khàn, không thuộc được. Em có làm móng, nối mi, chăm sóc da và làm tóc nha chị ơi. Nói chung em làm hết luôn ấy, làm trắng răng này, phun tato này, phun xăm này, phun mày, mắt, phun môi này. Làm hết luôn từ A đến Z, giá cực là rẻ luôn. Giá nhà em là cực kỳ rẻ nha, mọi người yên tâm nha. Các chị em không phải lo là về giá. Khi các chị em đến nhà em ấy, thì không lo về giá, bởi vì nối mi chỉ có 100 nghìn thôi. 80 nghìn cũng có, nối mi 100 nghìn. Còn đối với lại những cái bạn hút chì chỉ có 50 nghìn thôi. Hoặc là những bạn thải độc da, đắp mặt nạ điện di, hút chì làm combo thì là 90 nghìn đến 100 nghìn. Cả gội đầu, rất là rẻ. Gội đầu 20 nghìn toàn quốc. Giống như kiểu là giống như các tiệm khác ấy, cũng không hơn đâu. Cũng không hơn mà rất là rẻ, và đặc biệt là chăm sóc rất là nhiệt tình. Cho nên các bà cứ đến đây em chăm sóc cho. Có riêng tiêm phèo này, tiêm filler này, tiêm mỏm, tiêm mỏm này, tiêm mồi, tiêm mắt, tiêm môi, tiêm tai, tiêm ngực này, thì là nó đắt hơn, bởi vì là nó là dòng filler, phụ thuộc vào filler, đắt hay rẻ là